Kính thưa quý vị, một bản tin sau đây mình là người Việt Nam cũng cảm thấy rất là hãnh diện ở nơi hải ngoại này, thì tướng Lương Xuân Việt là một người Việt Nam đã được chính thức gắn lòn thiếu tướng từ đến từ CEO của Nam Hàn. Ông Lương Xuân Việt là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, vừa chính thức được gắn lòn thiếu tướng trong một buổi lễ được tổ chức tại tổng hành dinh của quân đoàn 8 trại Humphreys ở Nam Hàn. Thưa quý vị, ông Lương Xuân Việt được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng trong một cuộc biểu quyết vào tháng 5 năm 2017, nhưng cho đến nay mới chính thức được gắn lòn hai sao. Ông hiện nay là phó tư lệnh hành quân của quân đoàn 8 ở Nam Hàn. Buổi lễ gắn lòn cho tướng Lương Xuân Việt kéo dài khoảng 40 phút và được tường thuật trực tiếp trên trang Facebook của quân đoàn 8. Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Michael A. Bills, gia đình, vợ con, bạn bè cùng với các đồng đội của tướng Việt và các thành viên trong cộng đồng. Ông Lương Xuân Việt được vinh thăng chuẩn tướng vào ngày 6 tháng 8 năm 2014. Ông là con trai của cố thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa Lương Xuân Đương và cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1975, lúc ông 10 tuổi. Ông quyết chí theo đuổi binh nghiệp khi lớn lên tại Hoa Kỳ. Ông là một trong những sĩ quan dày dạn trận mạc của quân đội Hoa Kỳ khi đi từ chức vụ trung đội trưởng lên tới tư lệnh phó sư đoàn 1 thiết kỵ tại chiến trường Afghanistan. Ông được điều động sang Nam Hàn vào tháng 5 năm 2017, giữa lúc tình hình căng thẳng trên bán đảo Đại Hàn leo thang do những vụ thử nguyên tử và hỏa tiễn liên tiếp của Bắc Hàn.